Mạnh Quỳnh gây sốc khi song ca với người này tại đêm diễn châu Âu, khán giả thường cho Phi Nhung. Thưa quý vị và các bạn thân mến, tối qua Mạnh Quỳnh đã tham gia show diễn tại Na Uy, tiếp tục chuyến lưu diễn dài ngày vòng quanh thế giới. Vẫn là sự xuất hiện đầy lặng lẽ với khuôn mặt tiều tụy. Tuy nhiên khi gặp khán giả anh luôn cố nở một nụ cười để che giấu đi nỗi buồn trùng kính bấy lâu nay. Chuỗi 6 live show nhớ nhung tại Việt Nam, Mạnh Quỳnh xuất hiện với bộ trang phục tối màu có lẽ điều mà ai cũng muốn nhìn thấy là sự xuất hiện của Mạnh Quỳnh và Phi Nhung trong mỗi show diễn và đó cũng chính là lý do anh chưa hát song ca kể từ khi Phi Nhung qua đời bởi không có ca sĩ nữ nào mang lại cảm xúc giống như hát với Phi Nhung hơn nữa khi Mạnh Quỳnh hát đơn ca vẫn nhận được sự ủng hộ của khán giả vẫn là những câu hát đầy cảm xúc nhưng lên trong đôi mắt show nhớ Nhung đêm diễn cuối cùng anh biết em không muốn anh buồn nhưng trong lòng nôn nao nỗi nhớ anh bật khóc nhớ nhiều kỷ niệm thời gian qua anh cố lãng quên lòng thanh thản thay em mọi thứ nhưng tất cả càng thấm càng sâu ngày diễn xong đêm về rời lệ khán giả giờ thường quý anh hơn bởi tình thương em càng để lại đổ dồn qua tất cả cho anh do anh luôn sống với tim mình vẫn mãi mãi có em bên cạnh một con người hay hồn kết hợp cho nên nói chuyện chẳng nghĩ suy khi tỉnh lại chẳng nhớ nói gì trượt trên phay thấy lời chửi mắng rồi lại buồn bước tiếp mà đi em hỡi em trẻ em hiểu được con người anh thiên vị thế nào để nhiều người không biết khen chê cứ nói anh quên đi tất cả cặp đôi vàng bá đạo ngày nào trái tim anh đã khác đậm sâu anh sống không mang lỗi với em anh hạnh phúc xua đi mọi thứ để làm tròn trách nhiệm thay em anh mệt nhoài muốn đến cùng em nhưng mọi việc chưa được hoàn thành cố hưởng sống để làm tâm nguyện. Người vợ hiền 30 năm đẹp, một người tình sân khấu bao năm, một người bạn thân nhất trên đời, người phụ nữ tuyệt vời riêng anh, tất cả đều dành trên sân khấu. Vui buồn hạnh phúc khóc thương em. Đêm nhạc tự nhớ cố ca sĩ Phi Nhung gặp sự cố mất điện khi chưa bắt đầu, ban tổ chức không kịp xử lý tình huống bất ngờ khiến đám đông mất kiểm soát. Đêm biểu diễn thu hút hơn 300 khán giả, trong đó có những người ở tỉnh đến tham gia tuy nhiên chương trình chưa bắt đầu sự cố mất điện đã xảy ra khi chuẩn bị mở mang toàn bộ khu vực phường tân hưng bị mất điện hội trường chìm trong bóng tối khiến ban tổ chức phải trấn ngàn khán giả và tìm cách xử lý hơn một tiếng trôi qua nhiều khán giả khó chịu hoang mang trong thời tiết nóng nực một số người có con nhỏ bắt đầu ra về phần lớn vẫn kiên trì chờ đợi mạnh quỳnh lên sân khấu cầm loạt tay bắt đầu giao lưu với mọi người anh thay mặt kề kiếp cáo lỗi với khán giả hứa sẽ tổ chức một đêm nhạc khác nếu không có điện trở lại. Không biết nói sao, chỉ biết cáo lỗi với mọi người. Mong rằng quý vị sẽ ráng chờ đợi thêm 5-10 phút nữa xem sao. Tất cả vì lý tưởng cao cả, đó là Thương Phi Nhung, nam ca sĩ cho biết. Các con nuôi và học trò của ca sĩ Phi Nhung như Thiên Ngân, Tuyết Nhung, Quỳnh Trang, Ngọc Phụng, Trường Sang nhanh chóng lên sân khấu hỗ trợ. Khán giả bắt đầu bật đèn flash hòa giọng theo ca sĩ, dùng micro hát karaoke những ca khúc làm nên tên tuổi của cố ca sĩ Phi Nhung. Hình ảnh Mạnh Quỳnh mướt mồ hôi tay cầm loa hát giày trong bóng tối đã gây xúc động mạnh. Khoảng 21 giờ 30 chương trình có điện trở lại, đêm nhạc được diễn ra bình thường. Phi Nhung và Mạnh Quỳnh là cặp song ca nghĩ dòng nhạc trữ tình quê hương và bolero hơn 20 năm qua quen nhau từ những năm 1995 nhưng phải đến năm 1999, cặp đôi Phi Nhung Mạnh Quỳnh mới đầu ghi dấu ấn sâu đậm trong tim khán giả. Đứng cùng nhau ở nhiều sân khấu lớn nhỏ trong và ngoài nước, cặp đôi Phi Nhung Mạnh Quỳnh để lại dấu ấn với nhiều tác phẩm như Thành phố Buồn, Tân Cổ Giao Duyên, Lại Nhớ Người Yêu, Sầu Tín Tiệp Hồng, Hai Đứa Nghèo.